Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Vâng, hôm nay Zika Audio lại chia sẻ đến các bác một vấn đề rất là được quan tâm và đang rất là nhức nhối. Vâng, rất nhiều bác đã comment và đã gọi điện cho bên Zika Audio hỏi về một vấn đề. Nói chung là bây giờ cũng quá nhiều sự chọn lựa về cái cách can thiệp giải âm cho bộ dàn karaoke được hay nhất. Vâng, thì trên thị trường hiện tại đang có hai dòng, đó là dòng lưng tiếng và dòng lọc xì. Vâng, các bác hỏi không biết là nên mua lưng tiếng trước hay là mua lọc xì trước để cho nó cải thiện chất âm, vì có những bác, ví dụ là các bác có điều kiện thì các bác có thể mua cùng một lúc hai sản phẩm như lọc xì và lưng tiếng để kết hợp. Nhưng cũng có những bác cái kinh tế nó còn đang bị hạn chế, thì hai cái sản phẩm này thì không biết chọn lựa cái sản phẩm nào cho nó phù hợp và cho nó thuận tiện nhất để thay đổi cái dàn karaoke chất âm được hay nhất và dễ dàng nhất. Vâng, thì đầu tiên lọc xì đó cũng là một thiết bị hỗ trợ cho dàn karaoke chỉnh các giải tần từ bass, chung, chét đó, và nâng tiếng thì cũng chỉnh được ba giải tần, cũng gồm bass, chung, chét, và thêm ở trên nâng tiếng nó làm cái hiệu ứng âm nhạc. Thật sự là nhiều bác rất là băn khoăn không biết mua cái nào, nên mua cái nào trước để dùng. Thật sự là cái đó thì cao được cũng đau đáu, thì hôm nay cũng làm cái video chia sẻ các bác. Vâng, để nói hai thiết bị này đều quy chung lại là hai thiết bị hỗ trợ giải âm cho dàn karaoke chi tiết để tái tạo những âm sắc được hoàn hảo nhất mà chúng ta nghe được cái chất nhạc tinh tế nhất. Vâng, ra sản phẩm này thì về cơ bản lọc xì nó sẽ chỉnh khó hơn, nâng tiếng rất là nhiều, vì lọc xì này có rất là nhiều giải tần từ 20Hz đến 20kHz đó. Nâng tiếng thì chỉ có 3 núm tinh chỉnh cơ bản, nhưng có một cái ưu điểm đó là một núm này nó có thể chỉnh được 3 khoảng, ví dụ là giải bass nó chỉnh được cả 3 khoảng bass thấp, bass trung và bass cao đó. Trung cũng vậy, nó chỉnh được rất là chi tiết, cũng từ trung thấp, trung cao, và đặc biệt là cả chép nữa, chép cũng chép thấp, chép trung và chép cao cũng chỉnh được rất là đầy đủ, cũng chỉnh được như cái lọc xì, cũng từ giải tần 20Hz đến 20kHz. Nhưng có một cái hay ở cái máy nâng tiếng đó là kết hợp rất dễ dàng và ai cũng có thể chỉnh được đó. Về cơ bản nâng tiếng các bác cứ để 12 giờ cho em, là tất cả những giải nhạc bass, chung, chét đều đã thể hiện rất là rõ đó, thể hiện rất là rõ. Và khi mà chúng ta can thiệp giải bass, giải chung và giải chét, chúng ta chỉ cần nhích từng núm một nó sẽ thể hiện rất là rõ ràng cho chúng ta để so sánh đó. Về cơ bản bốn cái núm tinh chỉnh này sẽ xử lý được toàn bộ những cái giải ở trên này đó, rất là nhiều cần. Có những cái lọc xì từ 20 cần, 10 cần, rồi 40 cần, rồi 31 cần. Một cái núm này, à 4 cái núm này nó sẽ can thiệp đủ một cái giải này. Đó. Thì giữa hai cái này thì các bác thấy cái nào tiện lợi hơn ạ? Khi mà để chúng ta so sánh mua trước và mua sau. Đó, thì bây giờ em để hết 12 giờ. Đó. Em cho tao nhạc lên tí. Và sau đó em tăng bass này, thứ bass này em tăng bass này này, cả hai kênh này đó, rất là dễ dàng. Một cái núm này nó sẽ chỉnh được ba khoảng của giải bass từ 20Hz đến tầm 500Hz, chỉnh được 3 khoảng. Thiếu chép em tăng chép lên ạ, đó ta nghe rất là rõ. Chung này thì hầu như là chúng ta không can thiệp, vì là nó là giải chung của lời ca sĩ và lời chúng ta hát, hầu như không can thiệp nhiều, và đây là hiệu ứng âm nhạc đó. Các bác thấy cái nào tiện lợi hơn ạ? Vâng, thì em tư vấn cho các bác mà các bác đang thiếu kinh tế, chưa đầu tư được cả 2
cả hai lọc xì và lưng tiếng để hỗ trợ cho dàn karaoke. Thì em khuyên các bác là mình sẽ sở hữu lưng tiếng trước. Lưng tiếng trước vừa hợp lý, vừa dễ chỉnh và lại can thiệp giải âm rõ ràng nhất cho chúng ta. Vẫn để so sánh như thế nào thì ở đây có một cái núm bypass, in bypass này. Đó, chúng ta so sánh được ngay. Đây là cái giải nhạc mà chúng ta nghe hàng ngày, nó rất là bị mỏng tiếng, nó không được dày, không, nó không tạo độ sâu, nó không tái tạo được âm thanh tốt, nó không được tinh tế. Đó, chúng ta cho đi qua cái lưng tiếng đi ạ. Thì các bác thấy sao ạ? Vâng, nó can thiệp đủ các giải luôn ạ. Đủ các giải, rất là rõ ràng, tinh tế, tái tạo rất tuyệt vời. Và đặc biệt là cái lưng tiếng này nó còn có một đường xúc điện đi riêng. Đó, đây là phần dành cho xúc điện. Khi mà chúng ta có xúc điện, chúng ta có thể chơi đường xúc điện qua đây rất là dễ. Vâng, thì hôm nay em lấy cái máy lưng tiếng Studio Acoustic mã là CB600. Cái dòng này bên em bán khá là nhiều trên thị trường và phản hồi của khách hàng cực kỳ là tốt, chất âm cực kỳ là tuyệt vời. Nói chung là để thị trường và khách hàng đánh giá thì hầu như là cái sản phẩm này là 5 sao luôn ạ. Đó, em đã kết nối với Vang WeWood KM80BX. Và các bác có âm ly, các bác cũng có thể kết nối được rất là dễ dàng so với cái máy lưng tiếng để tích hợp. Vâng, thì về lọc xì rất là nhiều cần. Đối với những bác mà chưa biết chỉnh thì can thiệp cũng khá là phức tạp và khó khăn. Đó, nhưng bên em thì dễ rồi. Thì đây là em chỉ là tư vấn cho các bác mua cái sản phẩm nào trước để cải thiện chất âm của dàn karaoke khi mà chúng ta đang bị thiếu cái thiết bị hỗ trợ. Thì trong hai cái thiết bị này thì em khuyên các bác nên sở hữu lưng tiếng trước và lọc xì chúng ta có điều kiện thì chúng ta mua sau. Đó, thì đó là cái video chia sẻ ngày hôm nay. Vâng, 8 cái núm tinh chỉnh này sẽ chỉnh cho hai kênh và 8 núm tinh chỉnh này sẽ tương ứng với lại 62 cần gạt phía trên của cái máy của cái lọc xì PVA 231. Đó, các bác chọn lựa cái nào dễ dàng nhất ạ? Vâng, chắc chắn là lưng tiếng rồi. Can thiệp dễ dàng, so sánh dễ dàng và tiện ích, giá thành hợp lý và cải thiện chất âm rất là nhanh. Đó là hiệu quả mà chúng ta đạt được. Vâng, và lại có đường xúc điện đi riêng. Vâng, sau cái video ngày hôm nay cũng chừng khoảng 7 phút. Các bác nào cảm thấy hay, ý nghĩa thì các bác hãy like cho em một like và comment phía dưới. Bên em sẽ nhận tất cả mọi ý kiến, góp ý của khách hàng và để một ngày một phát triển và ra những video ý nghĩa hơn đến các bác. Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video ạ. Vâng, sau cùng em chúc tất cả các bác mọi người được sức khỏe và thành công. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.